Chị nhớ là lúc chị sanh ra là trên người của em bé không có máu mà em lại là em bé có máu hả? Dính chút trên người chị. Cái đầu á. Sạch đó chị. Dạ chưa sạch đó. Chị nói cái nghe chị hết hồn, chị nói không chưa sạch. Chưa có rửa sạch sẽ là mới chị lau sơ qua rồi đưa lên, tại vì bác sĩ nói là chắc lúc đó thì cũng mất máu rồi hay sao thì bác sĩ nói đưa lên đi cho em có động lực. Rồi khoảng cái thời gian đó là em bé bắt đầu rời khỏi em là bắt đầu là em không còn biết cái gì nữa. Em biết nhưng mà em không thể mở mắt lên được. Cái kiểu mà ra máu nhiều quá chị, người mình giống như là nó đang trùng xuống á. Ghê lắm chị, giống như tự nhất sinh vậy. Trời ơi, sợ lắm, em còn nói là em không đẻ nữa. Sao ai cũng nói câu đó vậy? Ai cũng nói câu đó. Cái người phụ nữ nào cũng vậy đó, cho đến khi thôi chị. Còn chữ xong cho đến khi thôi. Em nói vậy đó, chừng 3-4 tháng sau em có bầu lại. Em còn nói là em không đẻ nữa. Em nói vậy á, chừng 3-4 tháng sau em có bầu lại. Chừng 3-4 tháng sau em có bầu là con em mới 4 tháng tuổi. Dạ đúng rồi. Rồi em lại mang bầu thêm bé thứ hai. Dạ. Gần như sinh đôi luôn rồi chị. Dạ đúng rồi. Rồi sao rồi em chăm sóc con như thế nào được? Thì em cũng có ông bà nội phụ em chăm sóc, mà nói chung cũng cực, một tay bế con, một bụng thì bầu. Rồi ông xã có chia sẻ gì cùng với em không? Dạ thời gian nó có bầu thì chồng em chăm con đêm để cho em ngủ. Nhưng mà ảnh có đi làm không? Dạ có. Trời, đi làm rồi xong mà tối canh con nữa. Anh siêu nhân thôi chị. Tại phải chịu thôi chứ giờ làm sao giờ chị. Phải thương vợ, thương con, phải làm thôi chị. Nhưng mà cái đó, cái bé thứ hai á, là vợ kế hoạch hay? Vợ kế hoạch chị. Tại vì như em nói là đứa đầu em bị hư, lần đầu tiên em bị hư, xong lần sau là em phải uống thuốc em mới có bầu. Em lại nghĩ trong đầu em lúc nào trong đầu em là em là thuộc dạng khó có lắm, không phải là cái người mà đụng cái là đẻ đâu. Em mới nói là thôi đi thử thôi chứ em không muốn có, nhưng mà em cũng phải cần biết có hay không. Dạ. Đi mua que về thử. Trời ơi, bầu trời sắp đổ. Em vô em đưa chồng em xong em ngồi sụ xuống luôn. Em nói là có bầu nữa rồi. Rồi sao lúc đó là hai vợ chồng có quyết định gì không? Cái đó lúc nó còn mới quá thì em nói là thôi có thì đẻ thôi chứ biết làm sao giờ. Nó hành em cũng tới bệnh viện 3 lần trước khi đẻ. Lần đầu tiên là 37 tuần mấy ngày á. Đi tới đó em đi khám định kỳ thôi thì bác sĩ nói là tim thai gò quá nhiều, cần phải đi bệnh viện có thể đẻ. Thì lên thế đó nó không biết gì, nó nói là bây giờ mới có 30 mấy tuần à, 37 tuần mấy ngày chưa có đủ tuần. Nó chích cho em mũi nợ phổi cho em bé trước đã. Trời ơi nó đau kinh khủng luôn chị. Chích xong rồi đã đợi đuổi em về, nó nói không sao hết, chưa có dấu hiệu đẻ đâu. Rồi xong tới 38 tuần mấy ngày. Hai chị, em tên là Trang, em hiện tại 28 tuổi, qua Mỹ được 4 năm. 4 năm thôi. Dạ. Em có thấy sự khó khăn khi mà mình bước qua đây năm đầu tiên không? Dạ có, thì không có bố mẹ bên cạnh. Mình thì có một mình rồi, ở chung với ba mẹ chồng, ở chung với chồng. Cái khoảng thời gian mà khó khăn nhất là khoảng thời gian mang thai thôi. Rồi khi mà biết tin mình mang thai á, em có bị sốc hay là em vui mừng? Không, em thì là tháng nào em cũng mua que thử hết. Trời ơi, tại vì là nôn có em bé không? Dạ. Cái này là nôn có em bé. Dạ, tức là tháng nào em cũng mua que thử hết. Em qua hồi tháng 2 năm 2015. Dạ. Thì tới tháng 7 là em biết là có em bé. Thì em vừa mới biết, em mới đặt hẹn bác sĩ là đi khám thôi. Nhưng mà cũng chưa kịp đi tới khám thì khoảng chừng 1-2 ngày sau nó bị chảy máu, nó bị hư. Rồi em đi lên tới khám bác sĩ thì bác sĩ nói cái trứng này nó không phát triển được, nó tự hư, nó tự đào thải ra. Bác sĩ nói là về thì có thể là có em bé lại được liền. Cũng thử mà tới nửa năm hơn cũng không thấy có dấu hiệu gì hết. Mẹ em có đi ra mấy cái thuốc người nam á, thuốc tả này kia chị, là ông nói là uống 3 tháng đi thế nào cũng có bầu. Em mới uống chừng 2 tuần là em lại phát hiện em có bầu liền. Trời, kinh nghiệm thiệt sự. Dạ, thiệt sự luôn. Hả vậy? Dạ. Bởi vậy em quảng cáo nhiều người lắm, thiệt sự là nó rất là tốt. Nhưng mà lúc mà bắt đầu biết phát hiện là mình có thai vậy á, em có bị giống như bị cái ám ảnh, cái nỗi sợ của mình là giống như cái đợt trước nó là như vậy không? Em không cần lần này, em không cần lấy hẹn nữa, là em tự trực tiếp em tới đó, mà ở bên đây thì phải chờ rất là lâu. Đúng rồi. Thì hiện tại bác sĩ lúc mới khám thì bác sĩ nói bình thường không có gì hết, nhưng mà cũng cần mình uống thuốc giữ thai, uống khoảng chừng 2 tuần, quá mệt mỏi rồi. Đi lên gặp bác sĩ, bảo bác sĩ bây giờ không thể nào uống được nữa. Bây giờ nó quá mà không ăn uống gì được hết, rồi mình cứ ói hoài. Thế bác sĩ kiểm tra, bác sĩ vậy thôi cũng không uống, không cần phải uống nữa, ngưng thuốc thì là ổn, không bị nghén nữa. Đi khám lần nào bác sĩ cũng nói khỏe cho tới lúc gần đi sanh thì bác sĩ có nói em là em muốn sinh thường hay sinh mổ. Thì em nói em muốn sinh thường. Bác sĩ nói là vậy thì bác sĩ đưa ra lời khuyên, tại vì cái hông em nó nhỏ, em bé thì nó lại to. Yeah. Bác sĩ nói là có muốn dục sinh hay không, đúng 39 tuần bên đây luật được quyền làm cái thuốc đó. Ồ. Dạ. Thì em nói là tại em cũng nôn nóng lắm rồi, em muốn gặp con em ngay lập tức, em không thể nào chờ đợi được nữa. Nhưng mà lúc mà mang thai vậy, em có biết là mình đang mang thai em bé trai hay bé gái? Dạ biết. Là lúc đó là bé trai. Dạ. Ôi. Rồi cảm giác của ông xã thì như thế nào? Em thì cứ nghĩ là mình đi vô mình khoe chồng mình, chắc chồng mình vô em ơi những gì này kia, mà vô bình thường. Anh ơi cái gì nè, xong đưa cho coi. Ủa, có bầu rồi hả? Vậy thôi đó, không giống như trên những cái YouTube à, không có giống như trong phim là vỡ Có cảm thấy tủi thân không? Không, thì tại vì chồng em thì cái kiểu cách như vậy rồi, cái gì cũng từ từ. Chắc là Hiền nghĩ là hai vợ chồng có cái tuổi chênh lệch với nhau đúng không? Dạ. Ảnh lúc nào cũng trầm trầm hết. Dạ, chồng em lớn em 10 tuổi. 10 tuổi đâu có đâu có sao đâu. Đúng không? Nhiều khi giống như cặp trước á chị, là đến khi đẻ mới vỡ bây giờ là đang ghìm luyện nội công. Đúng rồi. Vì khi mà em đi săn thì em bị băng huyết. Trời, lúc đó thì rất là nguy hiểm. Em bị băng huyết mà em bị nặng luôn á. Lúc đó em đang sốt nhưng mà em cảm thấy rất là lạnh. Em lạnh rung lên, chắc lúc đó phải có tầm 5-6 y tá đứng xung quanh em để chích thuốc cho em hay lấy, em không biết làm cái gì hết. Mà đụng vô cái ven nào của em là vỡ ven đó. Trời ơi sao vậy? Mà lúc đó em nhắm mắt mà em không thể mở mắt ra được. Em muốn nói mà em cũng không nói được. Đầu mình á thì mình biết là những gì đang xảy ra. Nhưng mà lúc đó là em bé đã ra đời rồi. Mà không cầm máu nữa chị, không mất máu quá nhiều, tại vì em bé cũng lớn. Giờ lúc đó là em bé vừa mới chào đời thì em đã nhìn thấy chưa? Dạ rồi, khi mà vừa mới chào đời xong là bác sĩ sẽ đưa em bé lên trên ngực của em. Cảm giác của em lúc đó là em cảm thấy hơi sợ, tự nhiên có cái cục nó tông lên người em, tại vì em bé cũng còn máu me nhiều á chị. Nhìn nó cũng sợ, mà mình choáng qua 1-2 giây thôi là mình sợ, xong bắt đầu mình lấy tay mình ôm vô thì sau đó là em bắt đầu bị băng huyết. Chị nhớ là lúc chị sanh ra là trên người của em bé không có máu mà em lại là em bé có máu hả? Dính chút trên người chị, cái đầu á. Sạch đó chị. Dạ chưa sạch á. Chị nói cái nghe chị hết hồn, chị nói chưa sạch rồi. Chưa có rửa sạch sẽ là mới chị lau sơ qua rồi đưa lên, tại vì bác sĩ nói là chắc lúc đó thì cũng mất máu rồi hay sao thì bác sĩ nói đưa lên đi cho em có động lực. Rồi khoảng cái thời gian đó là em bé bắt đầu rời khỏi em, là bắt đầu là em không còn biết cái gì nữa. Em biết nhưng mà em không thể mở mắt lên được. Cái kiểu mà ra máu nhiều quá chị, người mình giống như là nó đang trùng xuống á. Ghê lắm chị, giống như thập tử nhất sinh vậy. Trời ơi, sợ lắm, em còn nói là em không đẻ nữa. Sao ai cũng nói câu đó vậy? Ai cũng nói câu đó. Cái người phụ nữ nào nói vậy đó, cho đến khi thôi chị. Còn chữ xong cho đến khi thôi. Em nói vậy á, chừng 3-4 tháng sau em có bầu lại. Em còn nói là em không đẻ nữa. Em nói vậy á, chừng 3-4 tháng sau em có bầu lại. Chừng 3-4 tháng sau em có bầu là con em mới 4 tháng tuổi. Dạ đúng rồi. Rồi em lại mang bầu thêm bé thứ hai. Dạ. Gần như sinh đôi luôn rồi chị. Dạ đúng rồi. Rồi sao, rồi em chăm sóc con như thế nào được? Thì em cũng có ông bà nội phụ em chăm sóc, mà nói chung cũng cực, một tay bế con, một bụng thì bầu. Rồi ông xã có chia sẻ gì cùng với em không? Dạ, thời gian nó có bầu thì chồng em chăm con đêm để cho em ngủ. Nhưng mà ảnh có đi làm không? Dạ có. Trời, đi làm rồi xong mà tối canh con nữa. Siêu nhân thôi chị. Tại phải chịu thôi chứ giờ làm sao giờ chị. Phải thương vợ thương con, phải làm thôi chị. Nhưng mà cái đó, cái bé thứ hai á là vỡ kế hoạch hay? Vỡ kế hoạch chị. Tại vì như em nói là đứa đầu em bị hư, lần đầu tiên em bị hư. Xong lần sau là em phải uống thuốc em mới có bầu. Em lại nghĩ trong đầu em, lúc nào trong đầu em là em là thuộc dạng khó có lắm, không phải là cái người mà đụng cái là đẻ đâu. Em mới nói là thôi đi thử thôi chứ em không muốn có, nhưng mà em cũng phải cần biết có hay không. Dạ. Đi mua que về thử. Trời ơi, bầu trời sắp đổ. Em vô em đưa chồng em, xong em ngồi sụ xuống luôn. Em nói là có bầu nữa rồi. Rồi sao, lúc đó là hai vợ chồng có quyết định gì không? Cái đó lúc đó còn mới quá thì em nói là thôi có thì đẻ thôi chứ biết làm sao giờ. Nó hành em cũng tới bệnh viện 3 lần trước khi đẻ. Lần đầu tiên là 37 tuần mấy ngày á. Đi tới đó em đi khám định kỳ thôi thì bác sĩ nói là tim thai gò quá nhiều, cần phải đi bệnh viện có thể đẻ. Thì lên tới đó nó không biết gì, nó nói là bây giờ mới có 30 mấy tuần à, 37 tuần mấy ngày chưa có đủ tuần. Nó chích cho em mũi nợ phổi cho em bé trước đã. Trời ơi nó đau kinh khủng luôn chị. Chích xong rồi đã đợi đuổi em về, nó nói không sao hết, chưa có dấu hiệu đẻ đâu. Rồi xong tới 38 tuần mấy ngày khoảng chừng gần suýt sao 39 tuần á, lại nói là tim nó đập không có ổn định á, kêu em đi nhập viện lần nữa. Em vô đó mà em có con nhỏ đó chị, cực lắm. Hai vợ chồng, chồng chở đi, ở nhà tội nghiệp thằng bé. Mình cứ thấy sót con mình, nó bé quá mà. Đi vô tới 11 giờ đêm lại đuổi em về. Thì đi về sáng hôm sau vô thì bác sĩ cho đẻ luôn. Bác sĩ cũng là thuốc kích sanh. Ồ, vậy luôn. Vậy là em cũng là dạng khó sanh đó. Dạ, đứa đầu tiên là uống thuốc từ lúc 1-2 giờ trưa thứ bảy cho tới 6-7 giờ tối thứ chủ nhật em mới đẻ. Nó không có nở được cái với lại thường đó là cái tự nhiên của người mẹ là nó sẽ nó làm cho mình đau từng cơn để biết cái dấu hiệu là em bé sắp sửa ra. Nhưng mà 2 lần là không có đau gì hết. Nhưng mà khi mà đi vô người ta có hỏi em là có muốn chích thuốc giảm đau hay không, kê tê hay không. Lúc đó được cái em cũng hơi anh hùng. Em nói là thôi để cho em thử đi, nếu mà em chịu đau được á thì không cần phải chích. Vừa mới vô mới đau khoảng chừng có 10-15 phút và đau quá chịu không nổi, chích cho em đi, em không chịu nổi. Vậy là bé đầu tiên là chích rồi. Dạ, 2 y tá vô hỏi 2 lần luôn, em có chích không? Để không chị, để từ từ đi, em ổn, em ổn. Nếu mà em chịu được để yên cho em chịu. Nhưng mà bây giờ 2 bé mà bữa tối mà 2 bé mà quấy cùng một lượt luôn. Được cái thằng anh nó ngoan chị. Hên có gì là thằng anh nó ngoan. Thằng anh nó tầm 9 tháng là nó không uống sữa đêm nữa, là nó ngủ một mình nó. Em có cho nó một cái giường riêng của nó ngủ một mình nó. Nó rất là tự lập. Đứa đầu tiên không có kinh nghiệm. Con em bên đây nó có bán cái giấy mà khi mà em đi bu 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 á, thì em không biết, em chùi cái đó cho nó thì cái đít nó bị đỏ lên hết luôn, mà em không biết lý do nó bị là sao. Thế là hai vợ chồng xách xe chở đi emergency. Đi lên đó người ta nói là xét nghiệm hết rồi không có bị gì hết trơn á, thấy cái đít nó bị đỏ. Là chị cho em mua cái này về bôi. Rồi xong khoảng chừng 1 tuần sau bôi nhiều quá, bôi kỹ quá thì con trai mà nó bị giống như nó không có đi tiểu được. Rồi hai vợ chồng lại xách xe đi đi emergency tiếp. Là trong vòng em đẻ nó 1 tháng đến 1,5 tháng là em tới bệnh viện 3 lần. Trời ơi. Bác sĩ nói là không có được bôi lên trên đó cho nó, bôi ở dưới thôi. Cũng vui mắc cười á, là hai vợ chồng ngây ngô đến mức độ đó. Nhưng mà trong thời điểm đó thì có ai cùng với lại hai vợ chồng chăm sóc đứa nhỏ không? Dạ, có ông bà nội em phụ. Có ông bà nội mà. Dạ. Rồi ông bà nội có xen vô cái chuyện mà chăm con không? Tại vì theo như chị thấy hồi nãy mẹ em nói là cứ 1 tháng mà cứ đi bác sĩ hoài như vậy á thì nhiều người sót cháu chị. Đúng rồi, cái cách người lớn á họ rất là nó là đẻ con mà không có biết cách chăm á. Được cái ông bà nội thì cũng không đến nỗi chị, cái tùy em thôi, em muốn làm sao em làm. Vậy là em may mắn rồi. Dạ, có nhiều lần chỉ có một cái thôi là nhiều khi em bé nó khóc quá thì em cũng đang dỗ vậy, em cũng đang cố gắng hết sức em dỗ cho nó nín vậy, thì nhiều khi ông bà nội sót quá lại đi vô hỏi sao không dỗ nó nín đi. Mình thì mình tâm lý lúc đó mình cũng không được bình thường, nhiều khi mình bực mình thôi. Nhưng mà em thì em cũng không nói, em chỉ để trong lòng, em bực mình ngay lúc đó. Em nói, em nghĩ trong lòng trời ơi đang cố gắng hết sức dỗ nó đây nè. Còn cái đứa thứ hai này thì lại với nó tới hiện tại bây giờ 1,5 tuổi rồi mà nó vẫn đòi uống sữa đêm. Thì em bắt đầu cai cái sữa. Mình cai được thôi. Mình cai, mình chỉ ra. Mình phải nó uống sữa ngoài chứ nó không uống sữa em. Mà khổ bây giờ mình cho nó nhịn, thằng kia nó nghe thấy nó khóc ồ quá. Đó là lý do mình phải chịu đó. Cái kiểu sinh đôi nó cũng bị vậy đó chị. Một đứa ổn rồi đứa này có vấn đề là đứa kia nó có khóc theo. Dạ, đúng nó cơn nhau quá, nó đâu có tự chủ được mấy chuyện đó đâu. Cũng có khổ quá ha, hai vợ chồng. Nhưng mà được cái chị thấy bên đây con nít á có một mình đâu có đi ra ngoài chơi như ở Việt Nam đâu chị. Được cái thì em thấy là em đẻ 2 đứa liền, vậy giờ tụi nó chơi với nhau cũng đỡ. Em đi làm hay là quyết định ở nhà chăm 2 đứa nhỏ? Em 1/2 tuần em đi làm, 1/2 tuần em ở nhà. Công việc của em? Em phụ cho cậu em á, cậu em có một cái tiệm nail á, em thấy em phụ. Dạ. Nhưng mà khi như vậy thì rất là ảnh hưởng mấy đứa nhỏ là tại vì cái bột á. Dạ. Thì được biết là với bột nail thì nó rất là ảnh hưởng, mà con thì đang còn nhỏ như vậy. Dạ không, em mới đi làm đây thôi. Dạ. Thì cũng tại nó cũng bắt đầu nó chững thì mình cũng đi làm lại. Thực ra đi làm thì đỡ bị stress hơn. Dạ đúng rồi, ở nhà không chắc khùng luôn. Đúng rồi. Ở bên khóc rồi 4 bức tường nữa chị ơi, kinh khủng lắm. Thì thường thường như chị thấy á, là cũng khá những cái bà mẹ mà sau khi sinh họ rất là dễ rơi vào tình trạng trầm cảm, một phần là do cái hormone thay đổi nè, rồi do mình thiếu ngủ quá mệt nữa, đó sẽ dẫn trầm cảm. Thì không biết Trang như thế nào? Em thì cứ tầm chắc chiều đổ đi, em không hiểu lý do sao em cứ bị khóc. Bố mẹ em ở Việt Nam gọi qua cho em cũng không muốn nói chuyện. Thật sự lúc đó em cũng không nghĩ là tại vì em không có bố mẹ bên đây mà em như vậy. Em chỉ thấy đơn giản là tự nhiên em thấy thương em quá, thấy thương chồng em quá, em càng thương cái đứa nhỏ hơn nữa. Không hiểu, em cứ nghĩ như vậy là em khóc. Khóc mà trong một tuần thì em tụt phải 7kg luôn đó chị. Thì em cũng nói với chồng em là anh em không biết tại sao mà em cứ khóc hoài à. Em biết là em khóc như vậy là không tốt, nhưng mà em không có cách nào để em làm cho em nín được. Thì em cũng không có nói cho ai biết là em bị như vậy hết. Nhưng mà may mắn hầu như tối nào cũng có người tới thăm. Thì đó cũng là, thì có khi có người chi phối vô mình thì mình không còn cần tập trung được tới chuyện kia nữa, có thời gian để buồn. Dạ, nhưng mà ngày nào cũng vậy, cứ tới 4 giờ chiều bắt đầu khóc cho tới khi nào mà có người tới chơi thì nín. Nhưng mà rồi mấy đứa nhỏ nhìn thấy thì sao? Thì cứ ôm con khóc thôi. Tại vì nó sẽ dẫn tới cái tâm lý cho cái gia đình nó trùng lắm. Nó bị buồn lắm đó. Đúng rồi, cái nhà nó sẽ tối đi, tối tăm lắm. Rồi em phải giải quyết và vượt qua cái kinh khủng đó như thế nào? Em dặn lòng là đừng khóc nữa, không có việc gì hết, mình đang có chồng chăm sóc, chồng quan tâm yêu thương mà, đâu có vấn đề gì đâu mà để mình phải khóc như vậy. Em nói là thôi rồi cũng qua, cố gắng lên. Vậy thì em có suy nghĩ là mình nên đi du lịch hoặc là bay về Việt Nam để giống như là mình thay đổi cái tâm lý của mình. Em muốn đi về Việt Nam thăm bố mẹ em. Thì hai đứa nhỏ em nghĩ thôi là nó cũng lớn rồi thì cho nó về được. Dạ. Một cực hình trên cái chặng đường đi máy bay đó của em. Cực hình của em sao nghe đó chữ cực hình nghe dễ sợ em. Một nách hai con. Ủa chứ lúc đó chồng em không về? Chồng em về theo nhưng mà nó không theo ba, nó theo mẹ. Hai đứa, đứa nào cũng quấn em hết. Có bà nội nữa mà nó không theo bà nội, nó không theo ba. Nó khóc mà trời ơi, không coi như em không ăn, không uống, không ngủ. Mười mấy tiếng đồng hồ đi máy bay. Suốt cái trận bay là hoàn toàn không gì luôn hả? Dạ, rồi sau đó em về tới nhà em. Dạ. Đêm đầu tiên em không ngủ được. Xong sang ngày hôm sau hình như em cũng không ngủ được luôn. Đến ngày thứ ba thì buổi trưa hôm đó mấy mẹ con trong phòng mà thằng con em nó quấy quá, em không chịu được, em tức, em bực mình, em không làm, em không thể nào làm sao cho nên điều. Em la ầm nhà lên. Tại vì lúc đó có ba mẹ con trong phòng thôi. Tại vì để cho tụi nó ngủ, để em dỗ tụi nó ngủ. Bố mẹ em chắc cũng hết hồn. Hai mẹ em vô bế cái con bé nhỏ đi. Mà lúc đó mình nghĩ không hiểu lý do vì sao. Chỉ có cách la lên là để giải thoát được cái tâm lý của em lúc đó thôi. Thì khi mà gia đình em thấy những cái biểu hiện của em vậy thì mọi người xử lý như thế nào? À, quan tâm em hơn, hỏi han em hơn. Rồi. Nhưng mà lúc đó có sợ không? Tại vì cái cách la của em nghĩ chắc sợ đó. Tại vì chưa thấy bao giờ đâu. Tại vì cái đó là cái sự stress. Dạ. Sự trầm cảm của người phụ nữ nó kinh khủng lắm. Như bây giờ em nghĩ lại, em có cảm thấy mình hối lỗi không? Thấy có lỗi với hai đứa nhỏ không? Không, thì lúc đó em đâu làm gì tụi nó đâu chị. Em chỉ có la thôi. Cái đó không sao đâu chị. Không ai chấp nhất đâu. Tại vì cái đó là chị là không có la con. Em không la con mà em la em la to lên như vậy thôi đó, em hét lên thôi. Giống như là mình giải thoát cái tâm là trong lòng mình. Tại vì có những người phụ nữ khi mà họ bị trầm cảm á là có những người á, giống như những cái câu chuyện trước em thấy không, họ có thể giết con. Em nghĩ tới suy nghĩ là giết con là cái đó là chị thấy là nó hơi bị kinh khủng lắm rồi. Đó là thành bệnh rồi đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có những người á là họ giống như là họ muốn bỏ con họ đi. Giống như là có đứa con là một cái gì đó nó rất là phiền phức. Còn em thì chắc em nghĩ là em là giai đoạn đầu. Bởi vậy khi mà em nãy em cũng có nói là khi mà mình thấy dấu hiệu mình khóc thì mình nên chia sẻ. Thì có người chăm sóc quan tâm tới mình thì mình sẽ bị dịu đi liền. Sau khi sanh xong thì cái sức khỏe của em nó có giảm đi không? Hiện tại thì em vẫn chưa thấy có thì gì. Thì đúng hết. Rồi em còn trẻ mà. Không, nói không kiêng gì cũng không đúng, nhưng mà đại khái là em vẫn đánh răng, rửa mặt, tắm rửa bình thường. Không, cái đó thì nói chung là mình cũng phải nên, tại vì giữ cơ thể sạch sẽ thì đúng rồi, tốt cho đứa nhỏ thôi. Dạ. Chứ em thấy không tắm trời. Nhưng mà các chị nghĩ là về ăn uống thôi. Ăn uống thì nên kiêng cữ một tí xíu trong cái khoảng thời gian đó. Em sau khi sinh em khát nước, em đói kinh khủng khiếp. Ở bệnh viện ta bắt em ngậm đá. Đúng rồi. Trời ơi. Ở bên đây chị ăn trái cây, đưa đồ ăn xong rồi trái cây nha. Chị nói ủa cái gì vậy? Khớm. Việt Nam hình như là không có ăn mấy cái đồ chua. Không ăn chua rồi. Dạ. Còn ra là khớm hả? Sao ăn? Ê, răng thấy mồi tùm lum hết. Hoa hồng nó khác. Em thấy bác sĩ ở Việt Nam cũng vậy. Bác sĩ mà kiểu trong bệnh viện á thì người ta nói rằng là sinh xong cứ đi tắm đi, nó sạch chứ không thôi vi khuẩn cho em bé, rồi ăn uống để có dinh dưỡng với lại vitamin. Rồi sau khi mà như vậy thì có ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng không? Tụi em sợ luôn chị, sợ dính nữa. Mà em còn trẻ mà. Nhưng mà em không tại vì hai đứa nó quá sát với nhau, nó rất là cực chị. Phải tìm cái biện pháp phòng ngừa như thế nào. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ ở nhà có hai đứa rất là bận rộn, không có thời gian. Đúng rồi, chị mong đi ngủ tới tối là ngủ. Đúng rồi, cái thời gian bên đây nó nhanh quá. Dạ, nhanh quá. Sụp một cái là thôi rồi, rồi ăn xong rồi phải lo tắm rửa mấy đứa nhỏ, xong rồi tới giờ là phải đi ngủ. Dạ. Qua ngày sau là phải chuẩn bị lại quay lại. Đúng rồi. Nó đi một cái vòng rất là chuẩn luôn á. Ngày nào cũng như vậy đó. Dạ. Rồi hai bé nói tiếng Việt hay tiếng Anh ở nhà? Con bé nhỏ thì bắt đầu nó mới tập tệ nói thôi, thì nói cái gì nó nói theo cái đó. Còn thằng Anh thì hầu như nó nói tiếng Anh thôi. Có một cái hay là một hai lần thôi em cho thằng lớn nhà em á coi mấy cái nó dạy nói tiếng Việt mà nói ông bà ba mẹ anh chị gì đó. Ở đâu? Ở trên YouTube á chị. Có cách đây 2-3 tuần thôi, em vô tình em mua cái bảng với cục phấn, em về em thử viết lên thôi, em không ngờ nó đọc được chị. Em viết chữ ông, chữ bà, chữ ba, chữ mẹ, nó đọc được. Dạ. Mà em chưa bao giờ em dạy cho nó luôn á. Dạ. Thấy mình thấy vui, mình đi khoe hết mọi nơi luôn. Không, nhưng mà cái đó là cái may mắn của em, tại vì con chị là hoàn toàn là nói tiếng Việt thì hiểu, nhưng không biết viết và cũng không bao giờ trả lời bằng tiếng Việt. Dạ. Khi mà chị nói một câu, ví dụ như là con chúc cho ông bà khỏe mạnh hay gì, cái nói so long nói liền vậy luôn. Cho nên là chị cảm thấy là mình đang bị xấu hổ cái điều đó, là tại vì mình là người Việt mà mình không dạy được cho con mình cái điều đó, thì cảm thấy mình giống như tội lỗi. Cái tội lỗi nó nhưng quá nhiều. Nhưng mà bên đây nó vậy, bây giờ cho dù chị nó nói từ nhỏ tới lớn là nó cũng không nói thì thôi cứ từ từ. Em hay quá. Nhiều khi cái bé thứ hai đó nha, bé thứ hai của em là không nói tiếng Việt luôn đó. Thì bây giờ cũng phải chịu, bây giờ mình ở nhà mình vẫn mình cứ nói tiếng Việt với nó thôi. Nó muốn nói gì nó nói, còn mình nói tiếng Việt với nó. Rồi ông xã của em thì sao? Có giúp phụ em về chăm sóc con hay dạy dỗ con không? Dạ có, thì hầu hết sau khi em đẻ thứ hai là chồng em chăm con đêm hết. Dạ, tại ban ngày thì mình cũng hai đứa nó quằn mà là mệt mỏi lắm. Chồng em thay tã nè, rồi nói chung cái gì chồng em cũng biết làm hết. Rồi anh có tật xấu gì không? Hiện tại bây giờ thì thấy có cái là hồi xưa thì mê game, nhưng mà từ hồi đẻ hai đứa nhỏ thì đâu còn thời gian nữa đâu mà cái mê game. Cái gì lớn hơn em 10 tuổi mà mê game á? Dạ, chỉ một cái mê game thôi. Thôi vậy cũng đỡ. Nhưng mà bây giờ là 10 giờ hai đứa nhỏ không có thời gian để đụng vô game nữa. Cũng may ha. Dạ. Hai đứa nhỏ mà anh đã thay đổi ha. Tại vì người ta nói thường mà những người đàn ông mà có những cái tật xấu á, sau khi có con á, họ trở nên thay đổi hoàn toàn luôn. Vậy thì cái hồi nãy em nói về cái chuyện mà chồng em chơi game á, thì nó có ảnh hưởng về cái tâm lý của em không? Em được cái em cũng hay giận lắm. Em giận, em nhắn tin em nói là anh ơi, cả ngày anh đi làm rồi, anh về tới nhà anh phải quan tâm tới em một chút chứ. Anh phải chơi với em, nói chuyện với em để cho em cảm thấy vui vẻ chứ. Giờ tự nhiên anh ôm cái vi tính, em ôm cái điện thoại hết ngày. Đúng rồi. Rồi cũng giận dỗi mấy ngày rồi cũng giảm bớt đi. Tại vì cái đó là cái mà sẽ xa cách cái tình cảm của hai vợ chồng. Mà may là hai đứa nhỏ cũng đã giúp cho em. Dạ. Đúng không? Hai đứa nhỏ. Dạ. Trong cái xui nó có cái may. Vậy. Thì qua chương trình này em cũng muốn nhắn gửi với lại các bà mẹ bỉm sữa không? Dạ, em muốn nhắn gửi với các bà mẹ là khi mà mình có cái dấu hiệu mà bị trầm cảm á, cái đầu tiên là mình khóc thì mình nên chia sẻ với mọi người xung quanh, đừng để mọi chuyện nó nặng đi. Dạ. Nhưng mà có những người phụ nữ ở đây á, họ không có gia đình ở bên cạnh thì làm sao họ có thể chia sẻ được? Em thì có cái kinh nghiệm nào để chia sẻ? Khi mà mình có cái gì là mình phải nói với người bên cạnh mình đầu tiên, mình nói với chồng mình. Mình suy nghĩ cái gì mình phải nói ra liền cho chồng mình hiểu. Chồng mình cần cái này, mình cần anh quan tâm em hơn hay cái gì đó, để cho mình vượt qua được cái trầm cảm đó. Tại vì em thấy cái trầm cảm đó rất là đáng sợ. Đúng rồi, trầm cảm đó làm cho mọi thứ trở nên tệ hại hơn rất là nhiều. Qua chương trình này thì cái người mà đặc biệt đó là người bạn đời của em. Thì em muốn nhắn gửi gì đến ảnh không? Em muốn nhắn gửi anh là cảm ơn anh đã cùng em suốt một chặng đường chăm sóc hai đứa nhỏ. Em chỉ cần là mình cứ hạnh phúc như bây giờ thôi, cùng nhau vượt qua mọi thứ, xây đắp hạnh phúc gia đình. Con cũng cảm ơn ba mẹ đã cùng hai vợ chồng con chăm sóc nuôi nấng hai đứa nhỏ. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em đã dành thời gian để mà đến đây để chia sẻ cùng chị và Quỳnh Trâm cũng như là ekip. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình.